Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Học Mường 28 TV. Chúc quý vị buổi tối luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng các bạn ạ, hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn hai bài về học tiếng Ả Rập Xê Út. Bài 1 là chào hỏi giới thiệu bản thân, quan hệ gia đình và bạn bè. Đấy, bài 2 là bài đếm số. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài cơ thể người, thời tiết, thời gian, thứ, ngày, tháng, năm. Thì có nhiều bạn hỏi là mình là giáo viên dạy tiếng Ả Rập phải không, nhưng mà thực ra mình không phải các bạn. Mình không phải nhân viên tư vấn cho công ty này, cũng không phải là giáo viên dạy tiếng Ả Rập các bạn ạ. Nếu mà dạy tiếng thì phải có lương cơ các bạn. Mình chỉ là lái xe thôi. Đấy, hai vợ chồng mình sang bên này thì vợ giúp việc, còn mình là lái xe. Thì thực ra mình ở lâu bên này thì mình cũng học hỏi được một chút tiếng, thì mình chia sẻ cho các bạn là đều nói chung là anh em là biết, ai biết nhiều hay là ai biết ít hoặc là biết như nào thì mình chia sẻ lên để cùng tham khảo mà học hỏi lẫn nhau để cho nó biết nhiều tiếng với lại làm việc công việc cho nó tốt các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn ghi cái bài bài thứ ba là cơ thể người, thời tiết, thời gian, thứ, ngày, tháng, năm. Các bạn ghi nhá. Phần 1 là cơ thể người. Người nát, có người phi nát hoặc phi nạp Phật, không có người má phi nát hoặc má phi nạp Phật. Đầu rát, máu đam, tóc xà, mắt ion, mũi khắt tầm, tai u đùn, mồm phàm mực, răng sần, bụng âu uẩn, lưng đa hạt, tay ẹt, chân di trượt. Đấy, phần thứ hai là thời tiết. Ban ngày Sa Pa, ban đêm là Phần Lên, nắng sầm xì, mưa Ma Tạt, gió Hao ạ, bão cát hoặc là gió cát gọi là Hao ạ, Tô Rạp Ca Tiệt. Phần thứ ba là thời gian, thứ, ngày, tháng, năm, giờ, xà, đồng hồ, xà, hỏi mấy giờ, xà căm, căm xà, phút, đờ ghi, hoặc là đờ gai, 30 phút, nốt xà, hoặc tha la tin đờ ghi hoặc đờ gai, 1 giờ, oa hẹt xà hoặc xà oa hẹt, 2 giờ, xà ịt len hoặc ịt len xà. Thứ trong tuần, thứ hai liom ịt len, thứ ba liom tha la tha, thứ tư liom mát bà, thứ năm liom khamis hoặc là khamit, thứ sáu liom du mã, thứ bảy liom sập, chủ nhật liom a hạt,
ngày Liam hôm nay Liam hôm qua Ahmed hoặc Amsar ngày mai Bukhara tuần Utbu một tuần Utbu hai tuần Utbu tháng Sa hạt một tháng qua hệt Sa hạt hai tháng ít lên Sa hạt năm Sana một năm qua hệt Sana hai năm ít lên Sana Tết là ít còn cái Tết đạo Hồi là Ramadan các bạn ạ. Vâng đấy các bạn ạ, thì hôm nay mình đã giới thiệu xong cái bài 3 rồi các bạn. Đấy mình cũng tóm tắt ra ngắn gọn như vậy thôi. Thì chúng ta đều 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 cùng nhau là chia sẻ xong là cùng nhau học hỏi nhé các bạn nhé. Nếu các bạn nào biết nhiều hơn hoặc là những cái từ nào mình đọc mà sai ấy thì các bạn nhớ comment cho mình biết nhé các bạn nhé. Thì nói chung là sang bên này ấy, thì cùng cảnh ngộ cùng với hoàn cảnh đi sang bên này làm ăn các bạn ạ, cho nên là rất cần thiết những cái chia sẻ, ví dụ như là anh em bạn bè chia sẻ lẫn nhau những cái từ ngữ ngôn ngữ mà biết nhiều ấy, hoặc như ai biết nhiều là chia sẻ lên cho các bạn ạ, cho những người các anh chị em nào đi sau hoặc là chuẩn bị đi ấy, họ để họ biết họ cùng nhau học hỏi để làm việc cho nó tốt các bạn. Vâng, thế video mình xin kết thúc tại đây nhé các bạn nhé. Các bạn thấy video mình hay thì nhớ like, comment, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Để mình có động lực mình làm tiếp những cái video tiếp theo. Vâng, xin chào tạm biệt quý anh chị và các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.